Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thì thấy là rất nhiều linh kiện của của Vivo Y21F đang chờ thay mới sửa chữa cho khách hàng tại Di Động Cao Cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng trên Vivo Y21F lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới sửa chữa, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để Di Động Cao Cấp.vn. Chúng tôi có sẵn mọi loại linh kiện trên Vivo Y21F phụ trình thay thế sửa chữa vị các bạn khi cần. Các lỗi sự cố cơ bản trên Vivo Y21F liên quan phần cứng như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, chân sạc, vỏ máy, pin, main đều có sẵn linh kiện thay thế sửa chữa nhanh chính xác tại Di Động Cao Cấp.vn. Các lỗi sự cố liên quan phần mềm như treo logo, mất bút, mất email cũng đều có sẵn phải chạy fix lỗi nhanh chính xác tại Di Động Cao Cấp.vn. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Vivo Y21F, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để Di Động Cao Cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video để Di Động Cao Cấp.vn. Địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để thay thế, sửa chữa full các ban bệnh, các sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Vivo Y21F.